Chào mừng các bạn đã đến với Woodline, nhà cung cấp phụ kiện ngành gỗ. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn dòng cam chốt thế hệ mới Zinio. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm này nhé. Cam chốt hiện nay đã vô cùng quen thuộc đối với các đơn vị sản xuất và thi công trong lĩnh vực nội thất. Chúng có tác dụng hỗ trợ liên kết các thành phần rời rạc của một số các nội thất như thùng và tủ thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh những ưu điểm như dễ dàng lắp đặt và cũng như là đảm bảo tính thẩm mỹ, thì cam chốt trên thị trường vẫn có một số nhược điểm như độ quét gỗ còn to, giá thành còn cao. Phụ kiện Woodline hiện tại đã tung ra thị trường Việt Nam một dòng cam chốt có thể giúp khách hàng xử lý triệt để các vấn đề này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dòng cam chốt này nhé. Trong bộ sản phẩm cam chốt Zinio sẽ bao gồm khóa cam D8 và D10, chốt 2 thành phần và chốt 3 thành phần với 2 phân khúc, thép đặc và thép bọc nhựa. Nắp đậy gồm 3 màu phổ thông, màu súng, màu xám và màu vàng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm này xem có điểm gì khác biệt với phân khúc trên thị trường. Trên đây là hai dòng khóa cam D8 và D10. Hai dòng khóa cam này đều có chung chất liệu là thép mạ kẽm và hợp kim kẽm. Đối với chất liệu thép mạ kẽm, khóa cam được tối ưu về độ cứng. Với chất liệu hợp kim kẽm, khóa cam được tối ưu về mặt chống han rỉ. Như các bạn đã biết, hầu như trên thị trường hiện nay dòng khóa cam dùng phổ biến đó là dòng D12 và D15. Vậy sẽ có sự khác nhau như thế nào giữa hai dòng sản phẩm này? Đối với dòng sản phẩm D8 và D10, lỗ khóa cam nhỏ sẽ đảm bảo được tính thẩm mỹ cho ván gỗ và bên cạnh đó thì sản phẩm nhỏ hơn diện tích tiếp xúc nên sẽ giảm được nguy cơ bị vỡ khóa cam. Còn đối với dòng D12 và D15, khóa cam thường bị vỡ khi siết ốc quá tay. Tiếp đến là dòng sản phẩm chốt cam Zinio 2 thành phần và 3 thành phần. Chốt Zinio được làm từ chất liệu thép mạ phốt phát đã được kiểm định trong phòng thí nghiệm với 24 giờ tét muối. Sản phẩm có hai loại chính là 2 thành phần và 3 thành phần với 2 phân khúc là thép đặc và thép bọc nhựa, trong đó thép đặc chắc chắn hơn so với loại bọc nhựa. Một trong những câu hỏi gần đây nhất mà chúng tôi nhận được từ quý khách hàng đó chính là cam chốt Zinio có điểm gì khác biệt và đặc biệt hơn so với dòng cam chốt thị trường mà lại có giá cao hơn như vậy. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta sẽ cùng so sánh hai dòng chốt này nhé. Đối với dòng cam chốt trên thị trường, các dòng cam chốt giá rẻ thường dùng tua vít để vặn chốt. Nếu vặn quá tay thì sẽ làm vỡ đầu chốt và hỏng luôn con chốt, gây lãng phí rất nhiều. Về phần nở nhựa trên thị trường sẽ chia làm hai phần và trong quá trình chúng ta khoan tay, nở nhựa trên thị trường sẽ làm vỡ đôi và hỏng luôn con nở nhựa. Khi muốn tháo nở và chốt ra khỏi ván gỗ thì hàng phổ thông trên thị trường sẽ không thể giúp con nở gây lãng phí. Đối với chốt Zinio sẽ dùng ống lục giác để vặn thay vì dùng đầu tua vít. Chốt được thiết kế nhỏ gọn sẽ làm giảm vết sẹo gỗ và độ chịu tải lên tới 70 cân trên bộ nên các sửa sẽ không cần chèn thêm phần chốt gỗ. Đối với chốt hai thành phần có phần ren sâu và to hơn, giúp độ bám gỗ chắc chắn hơn. Chốt hai thành phần sẽ được tối ưu cho các dòng gỗ thịt và gỗ plywood. Đối với chốt ba thành phần sẽ có phần nở nhựa được gắn sẵn vào phần ren chốt, giúp việc thi công được nhanh hơn và hạn chế được tình trạng mất nở nhựa như các phân khúc khác trên thị trường. Nở nhựa của chốt Zinio được làm từ chất liệu ni lông và độ chịu nhiệt lên tới 100 độ C. Phần nở nhựa của chốt 3 thành phần có phần ren dày giúp bám gỗ được chắc chắn hơn. Bên cạnh đó, phần nở nhựa được chia làm 4 sẽ làm giảm khả năng bị vỡ nở và nở nhựa sẽ dừng lại khi hết hành trình. Trong trường hợp không may bị vỡ thì cũng chỉ vỡ 1/4 do con nở được thiết kế chia làm 4. Điểm đặc biệt của dòng cam chốt 3 thành phần là có thể tái sử dụng. Khi muốn tháo nở và chốt ra khỏi ván gỗ, chúng ta chỉ cần nới lỏng chốt ra khoảng 1/2 rồi rút cả chốt và nở ra là được. Sản phẩm thứ 3 không thể thiếu trong bộ cam chốt đó chính là nắp đậy. Nắp đậy cam chốt của Zinio bao gồm 3 màu phổ thông, đó là màu súng, màu xám và màu vàng. Việc sử dụng nắp đậy cho cam chốt sẽ làm giảm nguy cơ han rỉ ở mức tối thiểu. Bên cạnh đó, sử dụng nắp đậy kết hợp với lỗ cam cũng làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Có một lưu ý rằng, nắp đậy thường hàng hãng cao cấp mới có, còn hàng trôi nổi trên thị trường sẽ không có. Trên đây là tổng hợp toàn bộ về dòng phụ kiện cam chốt Zinio của thương hiệu Woodline. Hy vọng với những thông tin chi tiết trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này. Quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua fanpage Phụ kiện ngành gỗ thương hiệu Woodline để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.